Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi một game kinh dị nha. Sao game không có cái menu gì hết vậy? Trời, bấm vậy là vô game luôn. Không có một cái menu new game, quit game hay gì cả. Rise and shine. Cái gì vậy trời? Get ready. It is time. Mình ấn tượng với cái nền của cái game này. Bấm N để coi cái nhiệm vụ của mình. Đốt lửa cái lò sưởi ấm. Cái dòng hoa. Thiết kế cái cây. Đặt âm nhạc lên. Đặt những cái dĩa. Chuẩn bị cho việc hy sinh. Chúc mừng Giáng sinh. Là sao nhỉ? F là để mở đèn pin ha. Trời ơi, có cái mặt ở trong cái toilet kìa. Cái gì đây? Như chỗ này là lát hồi chịu hồi cái gì rồi phải. Này giờ tối thui rồi. Đây là cái phòng coi video á. Rồi nếu mà mọi người có hay coi mình chơi game kinh dị chắc thấy quen cái nhà này ha. Nghĩ là đốt lửa chắc ở đây quá. Chính xác không? Giờ trang trí gì không biết ở đâu. Đây là toilet. Có gì đặc biệt cả. Đây là nhà kho huyền thoại. Có cái hộp có cái chữ không? Thì mình nhìn đây có hai cái đầu. Đây có cái bàn ủi và bàn ghế. Cái gì lại? Ở đèn rồi, mình không thấy chuyện gì xảy ra cả. Cửa này không mở được. Cái dĩa thì không cho đặt. Xích cũng không chọn được luôn. Có bỏ lỡ cái gì ở đây không? Không có mở gì được. Cái mặt này thì không có cái gì cả. Cái này nó giống như cái mặt trong toilet. Bây giờ cái âm thanh nó kêu kinh dị hơn rồi. Phòng phim này thì mình thấy không có cái tương tác gì cả. Làm sao kiếm được cái vòng hoa? Sao có những cái hộp này không có cái gì hết ta?
Nghĩ ở đây chắc phải có một cái gì đó để tương tác đó chứ. Mở được rồi nè. Nhưng mà nó mở cái gì trời? À, thiết kế cái cây. À, cái hộp thì co ở dưới đúng không? Bây giờ chắc mới cho lấy nè. Có chi à, nó minh phải không? Vậy là mọi người phải làm cái nhiệm vụ đúng theo thứ tự mới được làm. Đó. Put the music. Music là chỉ có cái hộp nhạc ở đây thôi. Rồi. Đặt cái những cái dĩa. Chuẩn bị cho việc hiến tế. Xuống đây lấy đồ đúng không? Chắc lấy những cái này để đi hiến tế chứ. Không có tương tác gì hết. Bây giờ cho mình lấy rồi. Cái gì vậy? Cái mô hình này bây giờ đi theo mình. What? Cửa này thì không ra được ha. Giờ hiến tới nè. Thôi gắn hai cái đầu ở đây. Úi gì? Trời ơi, gọi ông già Noel lên kiểu gì vậy trời? Trời ơi, ông già Noel cho một bộ CPU vi xử lý của đứa trẻ hả? Mấy người ở đây mất tiêu rồi. Bây giờ ngồi đây tham gia hả? Mỗi người được một bó bắp cải. Ăn mừng Giáng sinh. Mỗi người một bó ha. Cái nhân vật kia là đầu bếp. Trời ơi, game gì bựa quá vậy. À, vậy coi như game này tới đây là hết rồi. Nhưng mà chúng ta bấm cái này nữa thì nó cũng quay trở lại cái game đó thôi. Không có cái menu gì cả. Thì đây là một thể loại game đơn giản ngắn ha. Lối chơi đơn giản thôi. Nhưng cũng khá là dị ha. Thì mình bấm thì nó lại trở lại game như lúc đầu. Nhiệm vụ thì chỉ có vậy thôi, phải làm đúng thứ tự và mới hoàn thành được. Thì cái căn nhà này dựa trên nền tảng game chắc có sẵn nè, nhìn khá là quen thuộc. Rồi họ filler lên, filter gì lên, làm cho nó dị dị gợn gợn hơn ha. Rồi vậy game này mình chơi tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành ha. Chào mọi người.